Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh ha. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu người nè. Giá là chưa bao gồm cái vận chuyển nha. Anh em mình mua hàng đơn 300 chuyển khoản đủ với bao ship nha, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Đó. Thì khoảng chiếu qua chặt. Anh em mua liên hệ em, chọn lấy cái này kìa. Giá là chưa bao gồm cái vận chuyển nha anh em ha. Chuyển khoản đủ bao ship nha, còn nhận hàng thanh toán anh em chịu phí ship giùm em. Rồi còn sáng giờ lên thì anh em ủng hộ cũng đã hết mớ rồi, còn mớ nè, bán cho anh em về sử dụng ha. Rồi, đầu tiên là một cái bộ câu, bán cho anh em 250 nha. Nó thanh lý luôn, 250 nha một bộ câu. Đó, câu máy nè, với một cần này cần cổ phít đỏ ha, gắn máy vô. Thì dài tầm 1m6 ha, vừa cho anh em mình câu tôm, câu mực hoặc là câu cá nhỏ nè. Rồi bộ câu 250. Bộ dao nè, bộ dao ba cái nè. Ba cái này 250 nha anh em. Giặt này nè. Ba bán ha. Mà bộ dao 250. Đó, 250 bộ dao. Rồi, hai cây kìm. Hai cây kìm này em bán với giá là nhiêu vậy ta? 250 luôn. 250 ha. Cây này xe 19 nè, cây này 21 nè. Nhật hết ha. Đó. Mới can cho bên. Rồi cặp kìm 250. Rồi ba cây kéo này, ba kéo này bán cho em 230.000 nha, 230k. Mộc nè, kéo này xe dài 18 nè, lưỡi đẹp anh em ha. Kéo cá nè, kéo cá thấy trắng mạ nè. Đó, đây con này mọc hết nha, lưỡi không mẻ anh em. Rồi combo kéo cá kéo bướm 230.000, 3 cây 300k. Kéo các cành nè ha, 3 cây 300, tỉa nhâm nè ha. Tỉa nhâm nữa nè. 3 cây 300k nha anh em ha. Rồi, bộ tỉa nhâm các cành 300. Hai cây kìm 250, một cây của tớp, một cây kìm bấm mini nè. Bấm mini 250 anh em. Cây kìm của tớp và kìm bấm mini 250. Rồi một cái combo cho dao lái này nè, và anh em mình mua sử dụng ha. Đó, em báo giá từng cây, 3 cây là 1.700.000 nha. Còn anh em mua cây này 800, cây này 800, cây này 450. Đó, mua lẻ ha. Cây này MCC nè, 800 nè, xây 6 inch nha, dao băng nha. Này là 6 inch là 22 đó. Con này 13 nè, cây này super dao băng, super anh dao băng luôn. Đó, 3 cây 1.700.000. Anh em mua lẻ là 800, 450 ha. Rồi, bộ chơi kiển nè. Cặp này bán giá 500 nha. Cặp này 500 nè. Một cây cắt kẽm nè, một cây cây thép đốt nguyên khói mà không có chữ nha. Đó, 500 bộ cắt kẽm ha. Nguyên cặp kéo cộng lực nữa nè. Cặp kéo cộng lực 250 nha. Kéo cộng lực 250. Kéo bướm rồi kìm gấp phe nữa nè, kìm gấp phe 140 cây, kéo hồ lô 140 luôn ha. Kéo bướm 170.000, cây này xe dài 20 21 nè. Rồi anh em mua liên hệ em, mua số điện thoại nha,